Bây giờ thầy sẽ nói về một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật tĩnh tiến để xác định cái phương trình chuyển động của một chất điểm nhé. Phương trình chuyển động của một chất điểm có thể biểu diễn ở một trong hai dạng. Một là một cái biểu thức mối quan hệ giữa các cái tọa độ của chúng, giữa x, giữa y, giữa z, hoặc cũng có thể ở dạng hàm vectơ RT bằng một hàm x theo t, y theo t và z cũng theo t, có thể một trong hai dạng ấy. Một số cái bài toán yêu cầu chúng ta xác định phương trình chuyển động của vật nó khá là khó, nhưng mà nhờ có cái kỹ thuật tĩnh tiến này này mà nó sẽ giúp cho cái bài toán nó trở nên nhẹ nhàng hơn nhá. Thì không phải là mọi bài toán đều sử dụng cái kỹ thuật tĩnh tiến này đâu, một số thôi, nhưng khi nào sử dụng khi nào không thì đấy lại là câu chuyện về sau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái kỹ thuật đó đã, để thông qua cái hai cái ví dụ như thế này. Ví dụ số 1, một chất điểm chuyển động trên một cái đường tròn có bán kính R bằng 3, có tâm là điểm P tọa độ 2, 6, 8 và nằm trên mặt phẳng song song với mặt phẳng OXY. Đấy, chúng ta hình dung nhé. Và đồ bài yêu cầu ta hãy viết cái phương trình chuyển động của bạn. Đấy, thì chúng ta hình dung nó như thế này. Đây là hệ trục tọa độ OX, Y, Z. Nhưng có một cái điểm P nào đó tọa độ là 268. Và một cái chất điểm nó chuyển động trên một cái đường tròn nhận P làm tâm và bán kính là 3. Và nó nằm cái đường tròn này nó nằm trên cái mặt phẳng là song song với mặt phẳng OXY. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta cần phải viết cái phương trình quỹ đạo chuyển động của nó, tức là xác định các ứng với các cái điểm M bất kỳ ở đây chúng ta có các điểm có tọa độ x, y, z nào đó, thì chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ giữa x, giữa y và z. Đấy chính là xây dựng phương trình chuyển động của vật. Bây giờ xây dựng cái mối quan hệ giữa x, với y và z khá khá khó. Vì nhiều bạn sẽ bảo P cho P M bằng 3. Nhưng như thế chưa đủ, vì PM bằng 3 thì có thể chúng ta có được một cái mặt cầu. Đấy. Chúng ta có được cái mặt cầu cũng rất là khó. Bây giờ đã yêu cầu ta là phải là cái mặt phẳng thôi, và mặt phẳng đó phải song song với OY nhá. Thế thì chúng ta sử dụng cái kỹ thuật tĩnh tiến như thế này này. Chúng ta chuyển qua một cái đường tròn khác, thay vì tâm B có tọa độ 268 thì là tâm O có tọa độ 000, bán kính vẫn bằng 3. Thế thì tay thể vẽ nó hơi méo mó một chút thôi, nó có thể nó không bằng nhau, đây là 3, bán kính đây cũng bằng 3. Mặt đường tròn này nằm trên mặt phẳng song song mặt phẳng OY, còn cái đường tròn mới này này nó nằm trên mặt phẳng OY nha. Ta đặt tên cho cái đường tròn cần viết là đường tròn C. Và đường tròn chúng ta lấy thêm này là C phẩy. Đấy. C là đường tròn mà chúng ta cần viết và C phẩy là cái đường tròn mà chúng ta chèn thêm vào. Nhá, C phẩy là có tâm O 000, có bán kính R bằng 3 và C phẩy nằm trên mặt phẳng OXY. Ta viết phương trình C phẩy đã. Thì C phẩy có dạng như thế nào? Gọi điểm M phẩy bất kỳ có tọa độ X phẩy, Y phẩy, Z phẩy thuộc đường tròn C phẩy. Nếu thế thì có phải là vì tất cả những điểm mà nằm trên cái đường tròn C phẩy này này đều có đặc điểm là cao độ của nó, tức là cái Z ấy, nó bằng 0, nên chúng ta được Z phẩy bằng 0. Thế còn x, y thì sao? Ê, x phẩy thì bằng 3 nhân với cos của t, và y phẩy thì bằng 3 nhân với sin của t. Tại sao vậy? Đây này em nhìn. Đây nhá. O này, x này, y này. Chúng ta xét cái đường tròn này.
tâm ô này. Được chưa? Thì có phải nếu bán kính bằng 3 nhá, thì một điểm M nào đấy có tọa độ là hành độ là x, tung độ là y, thì có phải là chúng ta gọi cái góc này là T nào đó, thì có phải là cái đoạn này chia cho cái đoạn này thì bằng cos của T, tức là x chia cho 3 thì bằng cos của T, vậy x cũng bằng cos T, tương tự như vậy với y, phải không? Đấy, để cho đỡ nhầm lẫn thì ở đây tọa độ của các điểm nằm trên đường tròn C ta gọi là x, y, z, tọa độ của các điểm nằm trên đường tròn C phẩy ta đặt tên x phẩy, y phẩy, z phẩy thôi. Được chưa? Nếu như vậy thì phương trình đường tròn C phẩy sẽ có dạng là R phẩy T bằng gì? Hành độ của nó này, 3 cos T. Tung độ của nó này, 3 sin T. Và cao độ của nó thì bằng 0. Nhưng chúng ta để ý, ứng với một điểm M nằm trên đường tròn C phẩy thì sẽ có một cái điểm, ứng với một điểm M phải nằm trên đường tròn C phải thì sẽ có điểm M nằm trên đường tròn C. Mà ở đó vector M phải M bằng vector OP. Nhá. Ứng với một điểm M phải duy nhất thì có được một điểm M. Mà đó vector M M phải bằng vector OP. Tay thì gã nó không chuẩn thôi. Đây. Được chưa? Nếu em lấy một điểm N ở đây cũng thế thì sẽ có điểm N, điểm N phải đây cũng sẽ có điểm N tương ứng. Đấy. Và đảm bảo là N phải N sẽ bằng vector OB. Đúng không? Đấy. Thế vậy chúng ta ở đây chúng ta có thể lấy đại diện một điểm M và điểm M phải bất kỳ rồi. Ta ghi chú này. Ứng với điểm M phải có x phải, y phải, z phải thuộc đường tròn C phải thì có một điểm duy nhất M, x, y, z thuộc đường tròn C mà vector M phải M đúng bằng vector OP. Khi đó chúng ta sẽ có hai vector bằng nhau thì tọa độ của chúng tương ứng với nhau. Tọa độ của M phải M sẽ là xc, tọa độ của M phải M đúng không? Bằng xc trừ đi xc phải bằng OP, vector OP B có 268, O có 000 thì cái này là 2. Y trừ y phải thì bằng 6, z trừ z phải thì bằng 8. Như thế chúng ta sẽ được xc bằng 2 cộng xc phẩy, y bằng 6 cộng y phẩy và z bằng 8 cộng với z phẩy. Hay ta sẽ được x bằng 2 cộng x phẩy đi. X phẩy đâu? X phẩy bằng 3 cos T. Vậy x sẽ bằng 2 cộng với 3 cos T. Y bằng 6 cộng y phẩy, tức là y bằng 6 cộng với 3 sin T. Và z bằng 8 cộng z phẩy, mà z phẩy thì luôn bằng 0, phải không? Thì chúng ta sẽ được z bằng 8. Như vậy, cái phương trình đường tròn C mà cần tìm sẽ có dạng là RT bằng 2x theo T, y theo T, z theo T, tức là 2 cộng với 3 cos T, 6 cộng với 3 sin T và z là 8. Được chưa? Như vậy là chúng ta xác định được cái phương trình quỹ đạo chuyển động của vật ở dạng hàm vector. Đấy, nếu như mà không dùng cái kỹ thuật định tiến thì nó sẽ hơi khó một chút. Nhưng sử dụng kỹ thuật định tiến thì nó làm cho bài toán trở nên dễ hơn. Tất nhiên là ở đây thầy đang nói về kỹ thuật định tiến. Như cụ thể trường hợp của cái bài này chúng ta cũng còn có một cách khác. Cách hai đấy là chúng ta phân tích về mặt hình học này. Để có được cái đường tròn C này thì chúng ta có thể, nó là cái phần giao cắt của, một là cái mặt cầu tâm P tọa độ 268 và bán kính R bằng 3. Và giao cắt với mặt phẳng đi qua điểm B và song song với mặt phẳng OI nhé. Đấy, thứ nhất ta gọi S là
S là mặt cầu. Tâm P bán kính R bằng 3. Tâm P bán kính R bằng 3. Q là mặt phẳng đi qua điểm P. Và song song với mặt phẳng OXY. Như vậy thì cái mặt cái đường tròn cần tìm giờ thì xóa cái bảng nhé. Suy ra cái phương trình đường tròn cần tìm gọi là C đi. C chính bằng giao cắt giữa mặt cầu S và mặt phẳng Q. Và từ cái ý tưởng này chúng ta viết phương trình của S và viết phương trình của Q nhá. Viết phương trình của S như thế nào? Thì S thì dễ rồi. S có tâm P. S có tâm P tọa độ 2, 6, 8 và có bán kính R bằng 3. Và vì thế phương trình của S sẽ là x trừ 2 bình phương cộng với y trừ 6 bình phương cộng với z trừ 8 bình phương bằng R bình phương, tức là bằng 9. Đây là phương trình của S. Kế tiếp chúng ta viết cái phương trình Q. Q thỏa mãn hai cái điều kiện là đi qua P tọa độ 2, 6, 8 và tất cả những cái do Q song song với mặt phẳng OXY, cho nên là chúng ta có một cái vector pháp tuyến, tức là vector vuông khóc với mặt phẳng Q ấy, sẽ là vector nào nhỉ? Nó song song với mặt phẳng OXY ấy, thì nó vuông góc với trục OZ. Vậy lấy một cái vector nằm trên trục OZ là vector pháp tuyến đi. Được chưa? Đấy. Hay đi qua P và song song với OXY. Tức là chúng ta tưởng tượng này, em hình dung này. O x đây, y đây, z đây. Nó đi qua điểm P và nó song song là cái mặt phẳng như thế này. Thì mặt phẳng trải rộng ra trong không gian. Để vẽ một phần thôi, tất cả những điểm nằm trên mặt phẳng này đều có đặc điểm chung là gì? Có z bằng 8, còn x y tùy ý. Như thế chúng ta cho ngay cái phương trình mặt phẳng Q. Viết cho nó nhanh là suy ra phương trình Q là có z bằng 8. Được chưa? Phương trình Q có z bằng luôn có z bằng 8. Nhá. Vậy thì suy ra phương trình đường tròn C sẽ là chấm hai chấm sẽ là một cái hệ thỏa mãn là x trừ 2 tất cả bình cộng với y trừ 6 tất cả bình cộng với z trừ 8 tất cả bình bằng 9 và z luôn bằng 8. Thế thì đến đây chúng ta cũng có thể rút gọn thêm, do z luôn bằng 8 cho nên z trừ 8 là coi như bằng 0, nên chúng ta được x trừ 2 tất cả bình cộng y trừ 6 tất cả bình bằng 9 và z bằng 8. Phương trình của nó có thể thể hiện ở dạng khác như thế này: x trừ 2 tức là dạng rút gọn hơn bình phương cộng với y trừ 6 bình phương bằng 9 và z thì luôn bằng 8. Được chưa? Đấy. Thì đây chính là cái phương trình quỹ đạo của bạn. Chúng ta cũng có thể tham số hóa cái phương trình này bằng cách là cho z thì chúng ta giữ nguyên bằng 8, còn x y thì chúng ta có thể biểu diễn y theo x và chúng ta đặt x bằng t thì sẽ suy ra y. Hoặc là đây là ta có thể tham số hóa nó bằng cách này nữa, tức là đây là cũng là phương trình quỹ đạo chuyển động của vật rồi. Nếu chúng ta muốn thể hiện nó ở dạng tham số thì ta có thể làm thế này: z thì không thay đổi rồi, chứ không cần phải biểu diễn z theo t nữa, còn x và y muốn biểu diễn z theo t thì chúng ta có x trừ 2 tất cả bình phương
cộng với y trừ 6, tất cả bình phương bằng 9 sẽ được viết lại thành x trừ 2 chia cho mấy? Chia cho 3, bình phương cộng với y trừ 6 chia cho 3, bình phương thì bằng 1. Để làm gì vậy? Để tận dụng cái sin bình cộng với cos bình của một góc thì bằng 1. Đặt cái này là sin, đặt cái này là cos, hoặc ngược lại tùy ý thôi. Cái này là cos, cái này là sin cũng được. Thì chúng ta có này, x trừ 2 trên 3 bằng sin của t nhá. Và y trừ 6 trên 3 bằng cos của t. Chúng ta được phép đặt như thế này là bởi vì nó thỏa mãn sin bình cộng cos bình bằng 1, đúng không? Đấy, trên chắc chắn rồi. Hai cái có tổng bình phương bằng 1, một cái sẽ là sin của một góc, một cái kia sẽ, còn lại sẽ là cos của cùng cái góc đó. Từ đây chúng ta được x bằng gì? 2 cộng với 3 sin t. Và y bằng gì? 6 cộng với 3 cos t. Và từ đó chúng ta được cái phương trình của đường tròn là RT sẽ bằng x là 2 cộng 3 sin t chấm phẩy, y là 6 cộng 3 cos t, và z là 18 nha. Viết ở dạng này hay viết ở dạng này cũng được, nó giống nhau cả. Còn cụ thể nó ở dạng nào thì tùy theo cái yêu cầu của một cái bài tập cụ thể. Đấy là cái ví dụ số 1. Chờ thầy xóa cái bảng lại nhé. Chờ thầy lấy cái viên văn khác nữa. Chúng ta chờ thầy một chút. Chờ thầy cái ví dụ số 2. Ví dụ số 2. Tìm tâm của đường tròn. Tìm tâm của đường tròn có phương trình chuyển động viết ở dạng hàm vectơ RT bằng trừ 2 cộng cos t nhân y cộng với 2 nhân z cộng với 3 trừ sin t nhân k, được chưa? Đấy, không phải tìm tâm của đường tròn này. Thế nhìn vào dạng hàm vector này có thể nó gây cho em hơi khó hiểu một chút, phải không nhỉ? Thì chúng ta có thể viết lại RT bằng cái y, z, k là ba cái vector đơn vị. Y có 100, z có 010, k có 001. Thì đây chính là x, đây là y, đây là z của nó thôi. Ta có thể viết lại ở dạng hàm vector như này: trừ 2 cộng với cos t, y thì luôn 12 và z là 3 trừ đi sin t. Đấy. Thế như vậy thì cái đường tròn này này. Đấy, làm sao để biết được tâm? Nhìn vào đây hơi khó. Chúng ta có thể thực hiện cái phép định biến. Tức là chuyển nó thành đường tròn R1T bằng cách dịch chuyển nó đi về cái tâm có độ là 0,0,0 nhé. Đấy, ta gọi đây là đường tròn C. Đường tròn C gọi C phẩy là đường tròn có tâm có độ là 0,0. À, ở đầu bài tìm tâm và bán kính nhé. Tìm tâm và bán kính, được chưa? Tìm tâm và bán kính.
con sẽ phải là đường tròn có tâm tọa độ là 0,0,0 và bán kính bằng với bán kính của đường tròn C. Được chưa? Thế như vậy thì R suy ra phương trình của C phải sẽ có dạng là R phải theo T sẽ bằng gì? À, C phải là đường tròn tâm 0,0 có bán kính đúng bằng đường tròn C và nằm trên mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa cái đường tròn C. Đấy, như thế thì R phải theo T sẽ có tọa độ là chúng ta dịch chuyển đi mấy đơn vị nhỉ? Để cho nó Z nó bằng 0 thì tung độ phải chỉ chuyển hai đơn vị, còn chỉ lại còn cos T không thôi thì cái này phải cộng thêm 2, bằng độ chúng ta cộng thêm ở đây chúng ta bằng cos T này 0 này trừ sin T này. Như vậy là chúng ta đã thực hiện cái phép định tiến theo một cái vector V. Từ đây sang đây, từ R phải sang R là chúng từ R sang R phải là chúng ta hoành độ chúng ta phải cộng thêm 2. Tung độ chúng ta phải trừ đi 2 và cao độ chúng ta trừ đi 3. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta thấy là hoành độ x và z, một cái là x bằng cos t, một cái là z bằng trừ sin t, cho nên là x thì bình cộng với z bình luôn bằng 1, còn y thì bằng 0. Như vậy suy ra là c phải là đường tròn, đúng không, à có tâm 0,0,0, à, bán kính R bằng mấy? Bán kính R bằng 1, x bình cộng z bình bằng 1 thì bán kính của nó bằng 1. Và nó có y bằng 0. Đây có y bằng 0. Chúng ta vẽ hình dung lên này. O x y z này có y bằng 0 có nghĩa là nó nằm trên cái mặt phẳng gì? O x z nha. Đấy, y bằng 0 có nghĩa là như vậy. Được chưa? Nếu mà C phải có bán kính bằng 1 thì suy ra C, đường tròn C cũng có bán kính. Cũng có bán kính R bằng 1. Thế cái này ta gọi R phẩy đi. R phẩy ứng với bán kính của C phẩy thì R ứng với bán kính của C đi. Được chưa? Đấy, thì bằng phép định tiến thì chúng ta chuyển cái đường tròn ban đầu về một cái đường tròn khác. Nhá. Ở đây chúng ta định tiến nó theo vector V có độ 2. Trừ 2, trừ 2, 3 để ra một cái đường tròn khác. Thì phép định tiến là biến một cái hình thành một thành một cái hình mới, có hình dạng, có kích thước không thay đổi mà. Được chưa? Đấy là những cái ví dụ đơn giản về cái kỹ thuật định biến để xác định cái phương trình, cũng như là cái đặc tính của cái phương trình chuyển động của